của tòa nhà mà cái mà mình nghĩ rằng là ai của mình thích thì chắc là các bạn cũng sẽ đều thích, nó rất là thực tiện luôn đấy. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn xuống phòng tập đi ở bên dưới này, cũng như là phòng ăn ở bên dưới. Hôm mình ở tầng 3, phòng chi ở tầng 2 nên mình sẽ đi tập thăm bông luôn. Mùi thơm quá. Bên này là Green Food Station. Các bạn có thể với các bạn mà không vừa nấu ăn á, thì các bạn có thể xuống bên đây và ăn nè. Hiện tại mình đang đứng một mình, ngửi cái mùi nó rất là thơm. Bên này sẽ là phòng tập gym. Chờ nữa khi quay xong video này thì mình cũng sẽ về để đi tập gym. Có phòng tập gym, cho yoga với cả nhảy thức phát bên trong. Thế này, mình sẽ vào trong đấy. Rồi, tiếp theo, đó thì màn chi phí ở đây rất là rẻ. Nhưng mình thì, mình tập có PT thì mình mất 500.000 một tháng. Còn những cái bạn mà, ví dụ như là chị, anh của mình á, tập không có PT thì chỉ mất 250.000 một tháng thôi. Chi phí cực kỳ rẻ. Và đấy là cái lý do mình rất là